Xin chào quý vị và các bạn. Thời gian qua có rất nhiều khán giả thắc mắc về việc Random Football mở rộng thêm nhiều kênh nhằm bào tiền từ YouTube. Nhưng điều này không hoàn toàn đúng sự thật. Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ vận hành hai kênh chính là Random Football và Vũ trụ United. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động không thể phụ thuộc vào cá nhân mà là công sức của tập thể. Và để gửi tới quý khán giả các chương trình hàng ngày, chúng tôi cần ít nhất 3 vị trí như sau. Thứ nhất là kịch bản do tác giả Ufer phụ trách cùng một nhân viên khác. Thứ hai là dựng phim do bạn Jin và một nhân viên khác phụ trách. Và cuối cùng là thu âm do duy nhất bình luận viên Cú Tuấn đảm nhiệm. Tuy vậy, hãy chú ý rằng vai trò chủ sở hữu hệ thống Random Football Community thuộc về tác giả Ufer, nghĩa là những người còn lại đều chỉ làm việc theo dạng cộng tác và họ hoàn toàn có thể sử dụng năng lực của mình để làm việc với một bên khác, không chỉ Random Football. Đó là lý do vì sao quý khán giả đôi khi vẫn thấy giọng đọc của Cú Tuấn trên một vài kênh truyền thông. Nhưng như đã nói, chúng tôi chỉ sở hữu Random Football và Vũ trụ United. Nói tóm lại, hai bên hiện chỉ hợp tác toàn thời gian chứ không hợp tác độc quyền. Thế nên Cú Tuấn hay bất cứ nhân viên nào cũng đều có quyền bán chất xám của họ cho người khác và miễn là không vi phạm pháp luật hay đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ. Sau cùng thì hy vọng với lời giải thích này có thể giúp các bạn hiểu rõ vấn đề và hãy nhớ rằng Random Football có thể phát triển được là nhờ vào sự cố gắng của tập thể chứ không vì bất cứ cá nhân nào. 0 giờ 45 phút rạng sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Manchester United sẽ có chuyến hành quân đến Tây Ban Nha làm khách của Barcelona trong trận đấu được mong chờ nhất vòng Playoff Europa League. Xét về mặt danh tiếng và lịch sử, chẳng có cặp đấu nào tại Cúp C2 có thể sánh bằng màn chạm trán này. Thậm chí là nếu không cập nhật thông tin, thì chúng ta có thể nghĩ đây là một cuộc đối đầu ở Champions League. Cả hai câu lạc bộ luôn nổi tiếng là tâm điểm của truyền thông, đang có phong độ rất cao trong thời gian vừa qua. Và trận đấu tại sân Spotify Camp Nou sẽ là nơi đẳng cấp được lên tiếng. Vâng, không để quý vị và các bạn đợi lâu, xin mời đến ngay với chương trình nhận định trước màn so tài giữa Barcelona và Manchester United của Random Football. Quỷ đỏ đã trải qua mùa giải 2021-22 cực kỳ thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6, qua đó vẫn còn được tham dự Cúp châu Âu ở đấu trường Europa League. Nếu xét về mặt danh tiếng, rõ ràng C2 chưa bao giờ có thể giải nhiệt cho Man United. Nhưng giờ đây, khi vị thế đã khác, thì họ xem giải đấu này là bàn đạp để bắt đầu công trình tái thiết câu lạc bộ. Với Barcelona, tuy đã trải qua giai đoạn khủng hoảng thời hậu Lionel Messi và gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn có được tấm vé để tham dự Champions League. Tuy vậy thì tại vòng bảng, họ đã phải đối đầu với hai đối thủ không hề dễ chịu một chút nào. Đó là cơn ác mộng Bayern Munich cùng với Inter Milan, ông lớn tại Italia. Blaugrana kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 khi chỉ có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận đến 3 thất bại. Đành ngậm ngùi rớt xuống chơi tại Europa League. Trong khi đó thì Quỷ Đỏ cũng không có được một vòng bảng như ý ở Cúp C2 khi họ nhận thất bại trước Real Sociedad, một đại diện khác của xứ sở đấu bỏ. Từ đó, đành ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ hai và buộc phải thi đấu vòng playoff với những câu lạc bộ rơi xuống từ Champions League. Và một sự ngẫu nhiên đến kỳ lạ khi hai câu lạc bộ thu hút sự chú ý nhất lại chạm trán nhau ngay từ vòng playoff này. Nó giống như một sự đảm bảo về doanh thu, vì nếu kéo dài thì có thể một trong hai sẽ phải rời cuộc chơi sớm hơn dự định trước khi gặp mặt nhau. Dù có như thế nào thì cặp đấu giữa Barcelona và Man United rất đáng để chờ đợi. Cả hai đều đang tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian qua và sở hữu phong độ đáng sợ bậc nhất châu Âu. Quỷ đỏ vừa xây chắc vị trí thứ 3 của mình tại Premier League với thắng lợi 2-0 trước Leeds United và nhiều người hâm mộ còn đang nghĩ đến việc cạnh tranh ngôi vô địch. Góp công lớn nhất cho thành công của đội chủ sân Old Trafford chính là huấn luyện viên Erik ten Hag. Ông đã xây dựng một lối chơi mạch lạc, một tinh thần chiến đấu tuyệt vời không bỏ cuộc và nhất là hồi sinh mạnh mẽ những nhân tố tưởng chừng như không còn tương lai tại nhà hát của những giấc mơ. Trải qua một lịch thi đấu vô cùng dày đặc với tần suất trung bình từ 3 đến 4 ngày một trận, điều này sẽ không thể tránh khỏi nguy cơ chấn thương. Và ở trận đấu với Barcelona, Man United sẽ mất đến 5 cầu thủ vì chấn thương. Đó là Donny van der Beek, Christian Eriksen, Scott McTominay, Anthony và Anthony Martial. Cùng với đó còn có hai ngôi sao bị treo giò do đã lãnh đủ 3 thẻ vàng. Đó là gã đồ tể Lisandro Martinez và tân binh Marcel Sabitzer.
Rất may cho đội chủ sân Old Trafford khi Casemiro, cầu thủ quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ, đã quay trở lại. Anh hứa hẹn sẽ giúp cho Fred Đại Đế tỏa sáng rực rỡ trên đất Tây Ban Nha để khóa chặt những ngòi nổ nguy hiểm của phía đội chủ nhà. Chiến lược gia người Hà Lan đã thận trọng khi để Rafael Varane dự bị cả trận, trong khi Luke Shaw cũng được chơi trong vai trò trung vệ lệch trái. Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo để số 23 có thể thay thế vai trò mà Licha để lại và cùng với ngôi sao người Pháp chứng minh giá trị của mình. Đây được xem là bài test cực kỳ chất lượng với đoàn quân của thầy 10, dù đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, đồng thời đánh bại nhiều đại diện hùng mạnh trong nhóm Big Six. Nhưng đấu trường châu Âu sẽ là một trải nghiệm rất khác và các cầu thủ cần phải thể hiện được bản lĩnh cũng như đẳng cấp để vượt qua đối thủ. Ngoài những sự vắng mặt đáng tiếc cùng với việc Casemiro trở lại, trong tay nhà cầm quân 53 tuổi đã có những quân bài đủ tốt để lên đường sang xứ sở đấu bò. Chọn ai và loại bỏ ai cũng sẽ là vấn đề mà Erik ten Hag cần phải giải quyết thật tốt như những trận đấu vừa qua, khi ông thể hiện tài năng bằng cách thay người xuất sắc và chuyển đổi hệ thống ấn tượng. Dù không thể tham dự Champions League, nhưng nếu giành được chiếc cúp Europa League, đó cũng sẽ là thành công rất lớn với Man United. Họ sẽ dần khẳng định lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá châu Âu và nhất là sức hút của đội bóng tiếp tục tăng cao để có thể chiêu mộ những nhân tài về câu lạc bộ. Về phần Barcelona, đây được xem là đội bóng có phong độ tốt nhất trong 5 giải vô địch quốc gia ở lục địa già. Qua 21 vòng đấu ở La Liga, đội chủ sân Camp Nou đã có đến 18 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua duy nhất một trận trước đại kình địch Real Madrid tại vòng đấu thứ 9. Kể từ đó, liên tiếp 12 vòng đấu, Blaugrana không phải nếm mùi thất bại và họ cũng vừa đăng quang danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha khi đánh bại chính kền kền trắng 3-1 trên sân King Fahad. Với tâm lý rất tốt cùng với phong độ hủy diệt, đoàn quân của Xavi Hernandez rất tự tin là có thể đánh bại được đại diện nước Anh ngay trong trận lượt đi. Quỷ đỏ sẽ là bài test nặng đô để huyền thoại sân Camp Nou có thể xem xét đội bóng mà ông đang xây dựng tiến bộ tới đâu. Rõ ràng, khó có một câu lạc bộ nào tự tin có thể đánh bại Barcelona ở thời điểm này. Sự ổn định đáng kinh ngạc của đội bóng xứ Catalan thể hiện ở nhiều vị trí trên sân. Nơi hàng phòng ngự, sự xuất sắc của thủ thành André Ter Stegen cùng với trung vệ Ronald Araujo đang giúp Barca chỉ để lọt lưới 7 bàn kể từ đầu mùa. Ở tuyến giữa, bộ đôi Gavi và Pedri đang làm chúng ta liên tưởng đến cặp đôi huyền thoại Xavi và Iniesta ngày nào. Thậm chí, tiềm năng của cả hai còn được đánh giá cao hơn hai cựu danh thủ người Tây Ban Nha. Trên hàng tấn công, Robert Lewandowski vẫn là ngòi nổ chất lượng và luôn đảm bảo đầu ra bàn thắng ổn định. Tuy vậy, trong trận lượt đi tại Camp Nou, Xavi Hernandez nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Sergio Busquets cùng với Ousmane Dembele do gặp phải chấn thương. Chiến lược gia 43 tuổi kỳ vọng người đồng đội một thời mang áo số 5 sẽ kịp trở lại để đối đầu với Man United. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn giữa hai câu lạc bộ đang có phong độ cao bậc nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Barcelona lẫn Man United đều đang trong quá trình tái thiết và họ đều đã gây ấn tượng kể từ đầu mùa giải. Màn chạm trán này sẽ chứng minh sức mạnh của cả hai đội và khi đó thì đẳng cấp sẽ là yếu tố quyết định đến kết quả cuối cùng. Tiếp theo, hãy cùng Random Football điểm qua một chút về lịch sử đối đầu giữa hai đội. Trong lịch sử thì Man United thường không có thành tích tốt trước các đại diện xứ sở đấu bò tại Cúp châu Âu, đặc biệt là Barcelona. Trong 13 lần gặp nhau, Quỷ Đỏ chỉ mới có được 3 thắng lợi và phải nhận đến 6 thất bại. 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Lần đầu hai đội chạm trán nhau là tại tứ kết UEFA Cup, tiền thân của Europa League. Man United khi ấy đã đánh bại đội bóng xứ Catalan với tổng tỷ số là 3-2. Tuy vậy, trong 10 lần gặp nhau gần nhất đều ở đấu trường Champions League, Quỷ Đỏ chỉ có duy nhất một chiến thắng, đó là trận lượt về bán kết năm 2008. Và đó cũng là lần gần nhất mà đội chủ sân Old Trafford bước lên đỉnh châu Âu. Còn lại thì đại diện nước Anh đã thất bại ở hai trận chung kết C1 vào năm 2009 và 2011. Gần đây nhất, hai đội đã chạm mặt nhau tại tứ kết Champions League mùa giải 2018-19 dưới thời của Ole Gunnar Solskjaer. Đoàn quân non trẻ và thiếu kinh nghiệm của ông đã dễ dàng bị Lionel Messi cùng với các đồng đội hạ sát với tổng tỷ số là 4-0. Trong lịch sử thì Man United cũng chưa bao giờ giành thắng lợi tại Camp Nou. Niềm vui duy nhất tại sân vận động này có lẽ là danh hiệu C1 năm 1999 để hoàn tất cú ăn ba vĩ đại. Bây giờ, hãy cùng đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát của cả hai đội trước trận đấu vào rạng sáng thứ 6 tới. Về phía Man United, sơ đồ 4-2-3-1 tiếp tục được huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành số 1 David De Gea,
Bộ đôi trung vệ sẽ là cặp đôi Rafael Varane cùng với Luke Shaw, trong khi hai hành lang cánh bao gồm Diogo Dalot bên cánh phải và Tyrell Malacia ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi người Brazil Casemiro kết hợp cùng với đại đế Fred. Trên hàng tấn công, Jadon Sancho sẽ chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho bộ ba tấn công Marcus Rashford bên trái, Bruno Fernandes bên phải và trung phong cắm mang tên Valt Vahos. Về phía Barcelona, sơ đồ mà huấn luyện viên Xavi Hernandez sử dụng sẽ là 4-3-3. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành người Đức André Ter Stegen. Bộ đội trung vệ sẽ bao gồm Ronald Araujo cùng với Andreas Christensen. Hai cái tên đảm nhiệm hành lang cánh sẽ là Jules Koundé bên cánh phải và Jordi Alba ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ ba Frankie de Jong, Frank Cassie cùng với lão tướng Pedri. Trên hàng công, bộ đôi Gavi cùng với Rafinha sẽ hỗ trợ cho trung phong cắm Robert Lewandowski. Cuối cùng, hãy đến với những phát biểu từ hai vị chiến lược gia trước trận đấu vào giữa tuần này. Về phía Man United, Erik ten Hag đã có những chia sẻ về những khó khăn khi phải đối diện với một lịch thi đấu dày đặc. Nếu nhìn vào trường hợp của Christian Eriksen, bạn sẽ thấy sự vắng mặt của cậu ấy là khó khăn với Man United. Việc World Cup diễn ra vào mùa đông cũng khiến cho các học trò của tôi rơi vào tình trạng quá tải. Điều đó diễn ra trong quá trình dài nên tạo ra gánh nặng với bất cứ cầu thủ nào. Tùy thể lực của từng cầu thủ mà sự ảnh hưởng đó tác động lớn hay nhỏ. Khi chơi bóng đỉnh cao, việc bạn dính chấn thương khi vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân là điều hoàn toàn bình thường. Đó là những tác động mà tôi có thể thấy được từ lịch thi đấu. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Xavi Hernandez đã có những chia sẻ sau thắng lợi trước Villarreal cuối tuần qua, cũng như sự chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Man United. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng tôi hạnh phúc vì chúng tôi đang chạy rất tốt. Chúng tôi rất dung hòa, nghiêm túc và hỗ trợ nhau. Chúng tôi đã có quá nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng, nhưng nhiều khi đó là thành công của toàn đội, không thành công ở đường chuyền cuối. Lúc quyết định, chúng tôi đã thể hiện rất rõ ràng. Chúng tôi là một đội rất tấn công, mặc dù chúng tôi đã thắng với tỷ số tối thiểu. Dự đoán mọi thứ trong một trận đấu ở châu Âu rất khó. Chúng tôi đã xem trận đấu của họ một chút và có kế hoạch ở cuộc đối đầu giữa tuần này. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.